là khi tiếp nhận những cái mới thì chúng ta phải nghiên cứu thật là kỹ những cái giá trị cốt lõi. Nhà thơ Văn Tiến Lê đã từng ca ngợi rằng đơn sơ hai mảnh tuyệt vời, thân sau vạt trước nên lời nước non. Trong lịch sử phát triển thì chiếc áo dài cũng đã phải trải qua rất là nhiều lần thay đổi và lần nào cũng gây ra tranh cãi. Tuy nhiên để đi đến chuẩn mực được mọi người công nhận như hiện nay thì bản thân chiếc áo dài đã ổn định qua rất nhiều năm. Khởi nguồn từ chiếc áo dao lãnh, một kiểu áo phổ biến trong thời Lý Trần Lê. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Sơn, khái niệm áo dài bắt đầu từ Huế. Giữa thế kỷ thứ 18, thì dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoác, chúa đã ra lệnh phải thay đổi y phục, thay thế cái áo tử thân, cái áo dao lĩnh bằng chiếc áo năm thân, gài khuy bên phải, đi đôi với cái quần hai ống. Vào thế kỷ 19, vua Gia Long đã có mong muốn phải thống nhất y phục trên cả nước theo mẫu áo của đàng trong. Điều này chỉ được ban hành thành quy định khi đến đời vua Minh Mạng là áo năm thân phải đi cùng quần hai ống, cho dù là nam hay nữ. Các cô, các bà bắt đầu thấy ăn mặc theo kiểu Huế là đẹp hơn, cho nên từ đó mới có cái câu là gọi là ăn bắt mặc kính. Mặc thì phải theo cái mẫu mực y phục của kinh đô. Sang thế kỷ 20, văn hóa phương Tây du nhập vào Việt Nam, họa sĩ Cát Tường và Lê Phổ đã đưa ra những mẫu thiết kế tiến bộ hơn. Tiếp nối những đặc điểm đó, áo dài đã được các nhà may tại thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo và chỉnh sửa thành áo dài giác lăng, áo dài chết eo, áo dài mini và góp phần định hình phong cách chiếc áo dài Việt Nam hiện nay. Cái áo dài phải là bó sát hơn, tôn lên cái vẻ đẹp của người phụ nữ và đó là cái tiền thân của cái áo dài. Trải qua thời gian, áo dài vẫn giữ được sự duyên dáng, uyển chuyển, hồn cốt, vừa gợi cảm vừa kín đáo mà không trang phục nào mang lại được.